Tụng Phẩm 2 260 Này Ananda, rồi vô đại thiền kiến suy nghĩ. Quả này của ta do nghiệp gì? Báo này của ta là do nghiệp gì mà hiện tại ta có thần lực như vậy, có oai lực như vậy? Này Ananda, rồi vô đại thiện kiến suy nghĩ. Quả này là do ba loại nghiệp báo này là do ba loại nghiệp mà hiện tại ta có thần lực như vậy. Đó là bố thí, tự điều, tự chế. Này Ananda, rồi vua Đại Thiện Kiến đi đến cao đường Đại Trang Nghiêm, đứng trước cửa và nói lớn tiếng cao khứng ngữ sau đây. Hãy dừng lại tư tưởng dục vọng, hãy dừng lại tư tưởng sân hận, hãy dừng lại tư tưởng não hại. Đến đây thôi, tư tưởng dục vọng. Đến đây thôi, tư tưởng sân hận. Đến đây thôi, tư tưởng não hại. 261 Này Ananda, vua đại thiện kiến bước vào cao đường đại trang nghiêm, ngồi trên sàn tọa bằng vàng, ly dục, ly ác pháp, chứng và an trú trong thiền thứ nhất một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh với tầm với tứ rồi diệt tầm và tứ chứng và an trú trong thiền thứ hai một trạng thái hỷ lạc do định sanh không tầm không tứ nội tỉnh nhất tâm rồi ly hỷ trú xã chánh niệm tỉnh giác thần cảm sự lạc thọ mà các bậc thánh gọi là xã niệm lạc trú chứng và an trú vào thiền thứ ba rồi xả lạc xả khổ diệt hỷ ưu đã cảm thọ trước chứng và an trú vào thiền thứ tư không khổ không lạc xả niệm thanh tịnh 262 này Ananda rồi vua đại thiện kiến ra khỏi cao đường đại trang nghiêm bước vào cao đường bằng vàng ngồi trên sàn tọa bằng bạc an trú biến mãn một phương với tâm câu hữu với từ cũng vậy phương thứ hai cũng vậy phương thứ ba cũng vậy phương thứ tư như vậy cùng khắp thế giới trên dưới bề ngang hết thảy phương xứ cùng khắp vô biên giới vì ấy an trú biến mãn với tâm câu hữu với từ quảng đại vô biên không hận, không sân, vân vân. Với tâm câu hữu với bi, vân vân. Với tâm câu hữu với hỷ, vân vân. Với tâm câu hữu với giả. Cũng vậy phương thứ hai, cũng vậy phương thứ ba, cũng vậy phương thứ tư. Như vậy, cùng khắp thế giới, trên, dưới, bề ngang, hết thảy phương xứ, cùng khắp vô biên giới vì ấy an trú, biến mãn với tâm câu hữu với xã, quảng đại, vô biên, không hận, không sân. 263 Này Ananda, vua đại thiện kiến có 8 vạn 4 ngàn kinh thành và kinh thành Kusavati, câu xá bà đề là đệ nhất. 8 vạn 4 ngàn lâu đài và lâu đài Dhamma là đệ nhất tám vạn bốn ngàn cao đường và cao đường đại trang nghiêm là đệ nhất tám vạn bốn ngàn sàn tọa bằng vàng bằng bạc bằng ngà bằng gỗ hương được trải với những tấm thảm lông dài với vải có thêu bông hoa và với những tấm da thù thắng của con sơn dương được che bởi những tán che cao và hai đầu có gối màu đỏ tám vạn bốn ngàn con voi với những trang sức bằng vàng được che chở bằng lưới vàng và tượng vương uposatha là đệ nhất tám vạn bốn ngàn con ngựa với những trang sức bằng vàng cờ vàng được che chở với lưới vàng và mã vương và vân mã vương là đệ nhất tám vạn bốn ngàn cổ xe với những tấm thảm bằng da sư tử bằng da cọp, bằng da báo, bằng vải vàng với những trang sức bằng vàng, cờ vàng được che chở với lưới bằng vàng và cổ xe tên Vecha Chanh Ta, nhạc Thanh Sa hay Chiến Thắng Kỳ là đệ nhất. Tám vạn bốn ngàn châu ngọc và bảo châu là đệ nhất. Tám vạn bốn ngàn phụ nữ và hoàng hậu Subhada thiện hiền là đệ nhất. Tám vạn bốn ngàn gia chủ và gia chủ báu là đệ nhất. Tám vạn bốn ngàn người dòng sắc đế lị và tướng quân báu là đệ nhất. Tám vạn bốn ngàn nhũ ngưu với trang sức bằng vải cây đay với sừng đầu nhọn bịch đồng. Tám vạn bốn ngàn vải cô ti với sắc chất tinh diệu như vải gai, vải bông, vải lụa và vải nhung. Tám vạn bốn ngàn loại cháo sữa, buổi sáng, buổi chiều có cúng giường cơm. 264 Lúc bấy giờ, này Ananda, có tám vạn bốn ngàn con voi sáng chiều đến phục vụ cho vua Đại Thiện Kiến. Rồi vua Đại Thiện Kiến suy nghĩ, này tám vạn bốn ngàn con voi này Sáng chiều đến phục vụ cho ta Này ta hãy để cho chúng đến Cứ cách một trăm năm Thời bốn vạn hai ngàn con đến Này Ananda Rồi vua đại thiền kiến bảo tướng quân bóng Này hiền giả Này tám vạn bốn ngàn con voi này Sáng chiều đến phục vụ ta Này hãy để cho chúng đến Cứ cách một trăm năm Mỗi lần cho bốn vạn hai ngàn con đến tâu đại vương vân này ananda vị tướng quân báu vâng lời vua đại thiện kiến này ananda từ đó về sau cứ mỗi một trăm năm bốn vạn hai ngàn con voi lần lượt đến với vua đại thiện kiến hai trăm sáu mươi lăm này ananda sau nhiều năm nhiều trăm năm nhiều trăm ngàn năm Hoàng hậu Suppada suy nghĩ, cách đây đã lâu ta được thấy vua Đại Thiện Kiến, vậy nay ta hãy đi để thăm vua Đại Thiện Kiến. Này Ananda, rồi Hoàng hậu Suppada nói với các cung nữ, các người hãy gội đầu, mặc áo vàng. Cách đây đã lâu chúng ta được thấy vua Đại Thiện Kiến, vậy nay chúng ta sẽ đi ý kiến vua Đại Thiện Kiến tâu hoàng hậu vân. này ananda các cung nữ vâng lời hoàng hậu supada thiện hiền gội đầu mặc áo vàng và đi đến hoàng hậu supada này ananda rồi hoàng hậu supada cho gọi tướng quân bóng này khanh hãy cho sắp đặt bốn loại binh chủng cách đây đã lâu chúng ta được thấy vua đại thiện kiến vậy nay chúng ta sẽ đi ý kiến vua đại thiện kiến tâu hoàng hậu vâng này ananda tướng quân báu vâng lời hoàng hậu Subadda cho sắp đặt bốn loại binh chủng và tàu hoàng hậu Tàu hoàng hậu bốn loại binh chủng đã sắp đặt xong hãy làm gì hoàng hậu nghĩ là phải thời này ananda hoàng hậu subadha cùng với bốn loại binh chủng và các cung nữ đi đến lâu đài đam ma leo lên lâu đài ấy đến tại cao đường đại trang nghiêm và đứng dựa vào cánh cửa của cao đường này này ananda vua đại thiện kiến suy nghĩ này tiếng gì ồn ào như vậy như cả một quần chúng đông đảo vua bèn bước ra khỏi cao đường đại trang nghiêm và thấy hoàng hậu subadha đang đứng dựa vào cửa thấy vậy vua liền nói với hoàng hậu Subhadda: hoàng hậu hãy đứng ở đây chớ có vào này ananda vua đại thiện kiến liền bảo một người hầu cận người hãy nhấc giường bằng vàng ra khỏi cao đường đại trang nghiêm và đặt trong khu rừng cây sala bằng vàng tâu đại vương vâng. này ananda Người ấy vâng lời dạy của vua Đại Thiện Kiến, nhất sàn tọa bằng vàng ra khỏi cao đường Đại Trang Nghiêm và đặt trong khu rừng cây Sa La bằng vàng. Này Ananda, rồi vua Đại Thiện Kiến nằm xuống trong dáng điệu con sư tử, về phía bên hữu, một chân đặt dài trên chân kia, chánh niệm tỉnh giác. 266 này Ananda, Hoàng hậu Suppada suy nghĩ. Các căn của vua Đại Thiện Kiến thật là sáng suốt, màu da thật là thanh tịnh, trong sáng. Mong rằng vua Đại Thiện Kiến chớ có mệnh chung. Rồi Hoàng hậu tâu với vua Đại Thiện Kiến. Tâu Đại Vương, tám vạn bốn ngàn kinh thành này, với kinh thành Sukhavati là đệ đề nhất, đều thuộc của Đại Vương đại vương hãy khởi tâm ái dục đối với chúng đại vương hãy ái luyến đời sống tàu đại vương tám vạn bốn ngàn lâu đài này với lâu đài đam ma là đệ nhất đều thuộc của đại vương đại vương hãy khởi tâm ái dục đối với chúng đại vương hãy ái luyến đời sống tàu đại vương tám vạn bốn ngàn cao đường này với cao đường đại trang nghiêm là đệ nhất đều thuộc của đại vương. Đại vương hãy khởi tâm ái dục đối với chúng. Đại vương hãy ái luyến đời sống. Tâu đại vương, tám vạn bốn ngàn sàn tọa này bằng vàng, bằng bạc, bằng ngà, bằng gỗ hương được trải với những tấm thảm lông dài, với vải có theo bông hoa và với những tấm da thù thắng của con sơn dương, được che với những tán che cao và hai đầu có gối màu đỏ. Những sàn tọa này đều thuộc của đại vương. Đại vương, hãy khởi tâm ái dục đối với chúng. Đại vương, hãy ái luyến đời sống. Tàu đại vương, tám vạn bốn ngàn con voi này, với những trang sức bằng vàng, cờ vàng, được che chở với lưới bằng vàng. Và tượng vương Uposatha là đệ nhất những con voi này đều thuộc của đại vương. Đại vương hãy khởi tâm ái dục đối với chúng. Đại vương hãy ái luyến đời sống. Tàu đại vương, tám vạn bốn ngàn con ngựa này, với những trang sức bằng vàng, cờ vàng, được che chở với lưới bằng vàng, và mã vương, và là Haka là đệ nhất. Những con ngựa này đều thuộc của đại vương đại vương hãy khởi tâm ái dục đối với chúng. Đại vương hãy ái luyến đời sống. Tàu đại vương, tám vạn bốn ngàn cổ xe này, với những tấm thảm bằng da sư tử, bằng da cọp, bằng da báo, bằng vải vàng, với những trang sức bằng vàng, cờ vàng, được che chở với lưới bằng vàng. Và cổ xe tên Vichajanta là đệ nhất những cổ xe này đều thuộc của đại vương. Đại vương, hãy khởi tâm ái dục đối với chúng. Đại vương, hãy ái luyến đời sống. Tâu đại vương, tám vạn bốn ngàn châu ngọc này, với bảo châu là đệ nhất, đều thuộc đại vương. Đại vương, hãy khởi tâm ái dục đối với chúng. Đại vương, hãy ái luyến đời sống. Tâu đại vương, tám vạn bốn ngàn phụ nữ này với phụ nữ báu là đệ đề nhất đều thuộc đại vương đại vương hãy khởi tâm ái dục đối với họ đại vương hãy ái luyến đời sống tàu đại vương tám vạn bốn ngàn gia chủ này với gia chủ báu là đệ đề nhất đều thuộc của đại vương đại vương hãy khởi tâm ái dục đối với họ Đại vương hãy ái luyến đời sống. Tàu Đại vương, tám vạn bốn ngàn người dòng sắc đế lị này, với tướng quân báu là đệ nhất, đều thuộc của Đại vương. Đại vương hãy khởi tâm ái dục đối với họ. Đại vương hãy ái luyến đời sống. Tàu Đại vương, tám vạn bốn ngàn nhũ ngưu với trang sức bằng vải cây đây, với sừng đầu nhọn bịch đồng này, đều thuộc của đại vương. Đại vương hãy khởi tâm ái dục đối với chúng. Đại vương hãy ái luyến đời sống. Tàu đại vương, tám vạn bốn ngàn vải cô ti, với sắc chất tinh diệu như vải gai, vải bông, vải lụa và vải nhung, đều thuộc của đại vương. Đại vương hãy khởi tâm ái dục đối với chúng. Đại vương hãy ái luyến đời sống tâu đại vương, tám vạn bốn ngàn loại cháo rửa. Và buổi sáng, buổi chiều, có cúng dường cơm này, đều thuộc của đại vương. Đại vương, hãy khởi tâm ái dục đối với chúng. Đại vương, hãy ái luyến đời sống. 267 Này Ananda, vua đại thiện kiến nghe hoàng hậu Supada nói vậy, liền trả lời đã từ lâu hoàng hậu nói với ta với những lời dễ chịu hòa ái và dịu dàng thế mà nay trong lần cuối cùng này hoàng hậu lại nói với ta bằng những lời không dễ chịu không hòa ái không dịu dàng tâu đại vương thiếp phải nói với đại vương thế nào này hoàng hậu hoàng hậu phải nói với ta như thế này tất cả mọi sự vật khả ái khả lạc đều thay đổi, không có thực thể, chịu sự biến hóa. Đại vương chớ có mệnh chung với tâm quyến luyến chúng. Đau khổ thay sự mệnh chung với tâm còn ái luyến. Đáng trách thay sự mệnh chung còn ái luyến. Tàu Đại Vương, tám vạn bốn ngàn kinh thành này, với kinh thành Kusavati là đệ nhất, đều thuộc của Đại Vương đại vương hãy từ bỏ lòng ái dục đối với chúng đại vương chớ có ái luyến đời sống tàu đại vương tám vạn bốn ngàn lâu đài này với lâu đài đam ma là đệ nhất đều thuộc của đại vương đại vương hãy từ bỏ lòng ái dục đối với chúng đại vương chớ có ái luyến đời sống tàu đại vương tám vạn bốn ngàn cao đường này với cao đường đại trang nghiêm là đệ nhất đều thuộc của đại vương đại vương hãy từ bỏ lòng ái dục đối với chúng đại vương chớ có ái luyến đời sống tâu đại vương tám vạn bốn ngàn sàn tọa này bằng vàng bằng bạc bằng ngà bằng gỗ hương được trải với những tấm thảm lông dài với vải có thêu bông hoa và với những tấm da thù thắng của con sơn dương được che chở bởi những tán che cao và hai đầu có gối màu đỏ, những sàn tọa này đều thuộc của đại vương. Đại vương hãy từ bỏ tâm ái dục đối với chúng. Đại vương chớ có ái luyến đời sống. Tâu đại vương, tám vạn bốn ngàn con voi này với những trang sức bằng vàng, cờ vàng, được che chở với lưới bằng vàng, và tượng vương uposatha là đệ nhất những con voi này đều thuộc của đại vương đại vương hãy từ bỏ lòng ái dục đối với chúng đại vương chớ có ái luyến đời sống tâu đại vương tám vạn bốn ngàn con ngựa này với những trang sức bằng vàng được che chở với lưới bằng vàng và mã vương và valahaka là, là đệ nhất những con ngựa này đều thuộc của đại vương. Đại vương hãy từ bỏ lòng ái dục đối với chúng. Đại vương chớ có ái luyến đời sống. Tàu đại vương, tám vạn bốn ngàn cổ xe này, với những tấm thảm bằng da sư tử, bằng da cọp, bằng da báo, với những đồ trang sức bằng vàng, cờ vàng, được che chở với lưới bằng vàng, và cổ xe tên về cha danh ta là đệ nhất. Những cổ xe này đều thuộc của đại vương. Đại vương hãy từ bỏ lòng ái dục đối với chúng. Đại vương chớ có ái luyến đời sống. Tâu đại vương, tám vạn bốn ngàn châu ngọc này với bảo châu là đệ nhất đều thuộc của đại vương. Đại vương hãy từ bỏ lòng ái dục đối với chúng. Đại vương chớ có ái luyến đời sống tâu đại vương tám vạn bốn ngàn phụ nữ này với phụ nữ báu là đệ nhất đều thuộc của đại vương đại vương hãy từ bỏ lòng ái dục đối với họ đại vương chớ có ái luyến đời sống tâu đại vương tám vạn bốn ngàn gia chủ này với gia chủ báu là đệ nhất đều thuộc của đại vương đại vương hãy từ bỏ lòng ái dục đối với họ Đại vương chớ có ái luyến đời sống. Tàu Đại vương tám vạn bốn ngàn người thuộc dòng họ sát đế lị này, với tướng quân báu là đệ nhất đều thuộc của Đại vương. Đại vương hãy từ bỏ lòng ái dục đối với họ. Đại vương chớ có ái luyến đời sống. Tàu Đại vương tám vạn bốn ngàn nhũ ngưu với trang sức bằng vải cây đay với sừng đầu nhọn bịch đồng này đều thuộc của đại vương đại vương hãy từ bỏ lòng ái dục đối với chúng đại vương chớ có ái luyến đời sống Tàu đại vương tám vạn bốn ngàn vải cô ti với sắc chất tinh diệu như vải gai vải bông vải lụa và vải nhung này đều thuộc của đại vương đại vương hãy từ bỏ lòng ái dục đối với chúng đại vương chớ có ái luyến đời sống. Tâu đại vương, tám vạn bốn ngàn loại cháo sữa và buổi sáng buổi chiều có cúng dường cơm này đều thuộc của đại vương. Đại vương hãy từ bỏ lòng ái dục đối với chúng. Đại vương chớ có ái luyến đời sống. 268 Này Ananda, khi nghe nói vậy, hoàng hậu supadda buồn khóc rơi nước mắt và tâu với vua đại thiện kiến tất cả mọi sự vật khả ái khả lạc đều thay đổi không có thực thể chịu sự biến hóa đại vương chớ có mệnh chung với tâm quyến luyến chúng đau khổ thay sự mệnh chung với tâm còn ái luyến đáng trách thay sự mệnh chung còn ái luyến Tâu Đại Vương, tám vạn bốn ngàn kinh thành này, với kinh thành, Kusafati là đệ nhất, đều thuộc của Đại Vương. Đại Vương hãy từ bỏ lòng ái dục đối với chúng. Đại Vương chớ có ái luyến đời sống. Tâu Đại Vương, tám vạn bốn ngàn lâu đài này, với lâu đài Dhamma là đệ nhất, đều thuộc của Đại Vương. Đại vương hãy từ bỏ lòng ái dục đối với chúng. Đại vương chớ có ái luyến đời sống. Tàu Đại vương, tám vạn bốn ngàn cao đường này, với cao đường Đại Trang Nghiêm là đệ nhất, đều thuộc của Đại vương. Đại vương hãy từ bỏ lòng ái dục đối với chúng. Đại vương chớ có ái luyến đời sống. Tàu Đại vương, tám vạn bốn ngàn sàng tọa này, bằng vàng bằng bạc bằng ngà bằng gỗ hương được trải với những tấm thảm lông dài với vải có thêu bông hoa và với những tấm da thù thắng của con sơn dương được che chở bởi những tán che cao và hai đầu có gối màu đỏ những sàn tọa này đều thuộc của đại vương đại vương hãy từ bỏ tâm ái dục đối với chúng đại vương chớ có ái luyến đời sống. Tàu đại vương, tám vạn bốn ngàn con voi này với những trang sức bằng vàng, cờ vàng, được che chở với lưới bằng vàng và tượng vương Uposatha là đệ nhất. Những con voi này đều thuộc của đại vương. Đại vương hãy từ bỏ lòng ái dục đối với chúng. Đại vương chớ có ái luyến đời sống tàu đại vương, tám vạn bốn ngàn con ngựa này với những trang sức bằng vàng được che chở với lưới bằng vàng và mã vương và la hà ca là đệ nhất. Những con ngựa này đều thuộc của đại vương. Đại vương hãy từ bỏ lòng ái dục đối với chúng. Đại vương chớ có ái luyến đời sống. Tàu đại vương, tám vạn bốn ngàn cổ xe này với những tấm thảm bằng da sư tử, bằng da cọp, bằng da báo, với những đồ trang sức bằng vàng, cờ vàng, được che chở với lưới bằng vàng, và cổ xe tên Vecha Janta là đệ nhất. Những cổ xe này đều thuộc của đại vương. Đại vương hãy từ bỏ lòng ái dục đối với chúng. Đại vương chớ có ái luyến đời sống. Tàu đại vương, 8 vạn 4 ngàn châu Ngọc này với Bảo Châu là đệ nhất đều thuộc của Đại Vương. Đại Vương hãy từ bỏ lòng ái dục đối với chúng. Đại Vương chớ có ái luyến đời sống. Tâu Đại Vương 8 vạn 4 ngàn phụ nữ này với phụ nữ báu là đệ nhất đều thuộc của Đại Vương. Đại vương hãy từ bỏ lòng ái dục đối với họ. Đại vương chớ có ái luyến đời sống tàu đại vương tám vạn bốn ngàn gia chủ này với gia chủ báu là đệ nhất đều thuộc của đại vương đại vương hãy từ bỏ lòng ái dục đối với họ đại vương chớ có ái luyến đời sống tàu đại vương tám vạn bốn ngàn người thuộc dòng họ sắc đế lỵ này với tướng quân báu là đệ nhất đều thuộc của đại vương Đại vương hãy từ bỏ lòng ái dục đối với họ. Đại vương chớ có ái luyến đời sống. Tàu đại vương, tám vạn bốn ngàn nhũ ngưu với trang sức bằng vải cây đay, với sừng đầu nhọn bịch đồng này, đều thuộc của đại vương. Đại vương hãy từ bỏ lòng ái dục đối với chúng. Đại vương chớ có ái luyến đời sống. Tàu đại vương, tám vạn bốn ngàn vải cô ti với sắc chất đinh diệu như vải gai, vải bông, vải lụa và vải nhung này đều thuộc của đại vương. đại vương hãy từ bỏ lòng ái dục đối với chúng. đại vương chớ có ái luyến đời sống. tàu đại vương tám vạn bốn ngàn loại cháo sữa và buổi sáng, buổi chiều có cúng giường cơm này đều thuộc của đại vương đại vương hãy từ bỏ lòng ái dục đối với chúng. Đại vương chớ có ái luyến đời sống. 269 Này Ananda, không bao lâu vua đại thiện kiến mệnh chung. Này Ananda, giống như một người gia chủ hay con một người gia chủ, sau một bữa cơm thịnh soạn, trở nên buồn ngủ cũng tương tự như vậy là cảm giác của vua đại thiện kiến khi mệnh chung này ananda sau khi mệnh chung vua đại thiện kiến sanh lên thiện thú cõi phạm thiên này ananda trải tám vạn bốn ngàn năm vua đại thiện kiến sống sung sướng đời sống của một hoàng tử trải tám vạn bốn ngàn năm là một phó vương trải tám vạn bốn ngàn năm làm một vị quốc vương trải tám vạn bốn ngàn năm làm gia chủ sống phạm hạnh trong lâu đài đam ma ngài tu tập bốn phạm trú sau khi thân hoại mạng chung ngài được sinh lên cõi phạm thiên hai trăm bảy mươi này ananda các người có thể nghĩ thời ấy vua đại thiện kiến là một vị khác này ananda chớ có quan niệm như vậy thời ấy chính ta là vua đại thiện kiến tám vạn bốn ngàn kinh thành với kinh thành kusavati là đệ nhất ấy thuộc của ta tám vạn bốn ngàn lâu đài với lâu đài dhamma là đệ nhất ấy thuộc của ta tám vạn bốn ngàn cao đường với cao đường đại trang nghiêm là đệ nhất ấy thuộc của ta tám vạn bốn ngàn sàn tọa ấy bằng vàng bằng bạc bằng ngà bằng gỗ hương được trải với những tấm thảm lông dài với vải có thêu bông hoa và với những tấm da thù thắng của con sơn dương được che chở với những tán che cao và hai đầu có gối màu đỏ những sàn tọa ấy đều thuộc của ta tám vạn bốn ngàn con voi này với những trang sức bằng vàng cờ vàng được che chở với lưới bằng vàng và tượng vương uposatha là đệ nhất những con voi ấy đều thuộc của ta tám vạn bốn ngàn con ngựa với những trang sức bằng vàng cờ vàng được che chở với lưới bằng vàng và mã vương valahaka là đệ nhất những con ngựa này đều thuộc của ta. Tám vạn bốn ngàn cổ xe này với những tấm thảm bằng da sư tử, bằng da cọp, bằng da báo, với những trang sức bằng vàng, cờ vàng, được che chở với lưới bằng vàng. Và cổ xe tên ta là đệ nhất. Những cổ xe này đều thuộc của ta. Tám vạn bốn ngàn châu ngọc này với bảo châu là đệ nhất đều thuộc của ta. Tám vạn bốn ngàn phụ nữ này với phụ nữ báu là đệ đề nhất đều thuộc của ta. Tám vạn bốn ngàn gia chủ này với gia chủ báu là đệ đề nhất đều thuộc của ta. Tám vạn bốn ngàn người dòng họ sắc đế lị này với tướng quân báu là đệ đề nhất đều thuộc của ta. Tám vạn bốn ngàn nhũ ngưu với trang sức bằng vải cây đay với sừng đầu nhọn bịch đồng đều thuộc của ta. Tám vạn bốn ngàn vải cô ti với sắc chất tinh diệu như vải gai, vải bông, vải lụa và vải nhung này đều thuộc của ta. Tám vạn bốn ngàn loại cháo sữa và buổi sáng, buổi chiều có cúng dường cơm này đều thuộc của ta. 271 Này Ananda, trong tám vạn bốn ngàn kinh thành ấy chỉ có một kinh thành mà ta ở vào thời ấy đó là kinh thành kusavati này ananda trong tám vạn bốn ngàn lâu đài ấy chỉ có một lâu đài mà ta ở thời ấy đó là lâu đài dhamma này ananda trong tám vạn bốn ngàn cao đường ấy chỉ có một cao đường mà ta ở thời ấy đó là cao đường Đại Trang Nghiêm. Này Ananda, trong tám vạn bốn ngàn sàn tọa ấy, chỉ có một sàn tọa mà ta dùng thời ấy, đó là sàn tọa bằng vàng hay bằng bạc hay bằng ngà hay bằng gỗ hương. Này Ananda, trong tám vạn bốn ngàn con voi ấy, chỉ có một con voi mà ta cởi thời ấy, đó là tượng vương Uposatha. Này Ananda, trong tám vạn bốn ngàn con ngựa ấy, chỉ có một con ngựa mà ta cưỡi thời ấy, đó là con mã vương và là Haka. Này Ananda, trong tám vạn bốn ngàn cổ xe ấy, chỉ có một cổ xe mà ta cưỡi thời ấy, đó là cổ xe Vecha danh Này Ananda, trong tám vạn bốn ngàn phụ nữ ấy, chỉ có một phụ nữ hầu hạ ta thời ấy, đó là phụ nữ của dòng sắc đế lị hay dòng Velamikani. Này Ananda, trong tám vạn bốn ngàn loại vải cô ti ấy, chỉ có một loại vải sắc chất tế nhị mà ta mặc thời ấy, đó là vải gai, vải bông, vải lụa hay vải nhung. Này Ananda, trong tám vạn bốn ngàn loại cháo sữa ấy, chỉ có một loại cháo rửa mà ta dùng thời ấy, đó là cơm và đồ ăn. 272 Này Ananda, tất cả các pháp hữu vi ấy, này đã vào quá khứ, hoại diệt và biến hóa. Này Ananda, các pháp hữu vi, vô thường là như vậy, không kiên cố là như vậy, không đáng tin tưởng là như vậy vì rằng này ananda tất cả các pháp hữu vi cần phải nhàm chán cần phải thoát ly cần phải giải thoát này ananda này ta nhớ lại như thế tại chỗ này thân ta đã được chôn tất cả là sáu lần và khi ta sống là một vị chuyển luân thánh vương dùng chánh pháp trị nước một vị pháp vương trị vì thiên hạ bốn phương vị chinh phục che chở cho quần chúng đầy đủ bảy món báu đó là lần thứ bảy này ananda ta không thấy một địa phương nào trong thế giới loài người và chư thiên trong thế giới ma vương hay thế giới phạm thiên trong dòng sa môn hay bà la môn mà trong địa phương ấy như lai sẽ bỏ thân này lần thứ tám thế tôn thuyết giảng như vậy sau khi thiện thể thuyết xong bậc đạo sư nói thêm bài kệ sau tất cả pháp hữu vi thật sự là vô thường khởi lên rồi diệt mất thường tánh là như vậy chúng được sanh khởi lên rồi chúng lại hoại diệt hạnh phúc thay khi chúng được tịch tịnh an lạc